Thought about anything you'd like to talk about yet? No. Good, then you get to talk tonight. Perfect. Whenever. Okay, good evening. Is it 7? Yeah, no, we have to wait until 8:30. We have to run on the clock. For đúng giờ, right? Oh. Good evening, everyone. Hakivi. Second night of the Chan Chi lecture. Tối nay là tối thứ nhì của thiền thất nói pháp cho quý vị nghe. To say to speak Dharma is really a misnomer because I really have nothing to speak. Nó nói pháp thì ra cũng hơi khoe khoang, khoác lác một tí. Thì ra thầy không có gì để mà nói hết. So during, as per our tradition, during our talk, if there's some things that bothers you or something you'd like to discuss, you're most welcome to bring it up. Trong cái truyền thống chúng ta, khi vì mà nghe mà có gì thắc mắc thì giơ tay hỏi hoặc có gì muốn bàn thì đem ra mà hỏi. If you have any questions at all, please feel free to ask. Okay. All right. So do you have any questions at all? Ai thắc mắc gì không? You feel better or not? Cái gì ngồi thiền có thấy khác gì không? Anyone? Very good. Okay. Yes. I'm sore. You sore? That's a hard one. Go nói người nó ê. Okay. That's one of the processes that you go through. That you have to be sore initially. It's what you might call a first test. Đó là cái cơ thể nó đau đớn, ê ẩm là đó là một cái thử thách đầu tiên. Okay, you're supposed to get sore. Everyone gets sore. Tất cả mọi người đều ê ẩm, đều đau, including my master. If he does a chanchi, he starts being sore. Ai cũng vậy hết. Okay. Why is that? Why we sore? Tại sao người nó ê ẩm? Does anyone know? Legs are twisted. Legs are twisted, chân nó vẹo. Ngồi, it's just a normal position. You don't normally sit like that at work, do you? At home, do you? Quý vị thường ngày ở nhà, ở đằng sở làm việc, đâu có ngồi tréo chân như vậy, right? Okay. And therefore, when you bend your legs like that, it's not natural.
With a lack of circulation, it's gonna hurt. Cong cái chân như vậy thì đương nhiên là sẽ máu nó không lưu thông, thành nó sẽ người khó chịu. Or you sit all day, you're not, your heart is moving at all. Hoặc ngồi cả ngày, it is very tough on your body. Nó rất là đòi hỏi rất nhiều cho quý vị. Okay. But more important, why you sore? Tại sao mà người nó ẹm, nó đau nhức? Tại sao vậy? This is only happens when you meditate. Cái này chuyện nó xảy ra khi mà quý vị thiền. Okay. When you meditate and your body starts acting up, thì cơ thể quý vị lúc mà thiền á, mà bắt đầu thấy nó ê ẩm, nó đau đớn như vậy, it's a good sign. Don't be afraid. Quý vị đừng có sợ. Because it's sore, that means that it's pointing out where your body have blockages. Cái chỗ mà quý vị nó ê ẩm là cái chỗ mà cơ thể quý vị nó đang bị nghẹt, khí nó bị nghẹt. Okay, so for example, when you cross your legs, then you should have some pain or soreness around your knees, your ankles, and your hips, and so on. Chẳng như quý vị nếu mà xếp bằng cái chân đó, thì đương nhiên quý vị sẽ bình thường sẽ có cái bị ê ẩm ở chỗ đầu gối, ở chỗ cái cổ chân, ở chỗ cái hông. Okay, cái đó bình thường. Okay, that's normal. Okay. Because your energy is being blocked right there. Tại vì cái khí nó bị nghẹt, nó cong lại. Those areas are being bent. That's why the chi is not flowing naturally. Okay? That's why. But it's by design. This is the secret of chan. Thế này là cái bí mật của cái thiền tông. We do it on purpose. This is what it's the wisdom of the patriarchs, the Chinese patriarchs. Cái này là cái sự trí huệ cao siêu của những cái thiền tổ sư bên thiền tông. Okay. By merely telling you to sit with your legs crossed, tại vì khi quý vị ngồi xuống mà cong cái chân như vậy, okay, and naturally you will increase the concentration. Tự động nó sẽ tăng trưởng cái sự chú tâm của quý vị. It's natural. You can't help it. You will naturally, the longer you sit, naturally your concentration will increase. Tại quý vị càng ngồi càng lâu thì tự động cái sự chú tâm quý vị càng ngày nó càng lớn, nó càng nhiều, càng dễ chú tâm hơn. It's that simple. Okay, and if you could cross your legs, hoặc là nếu như quý vị còn có thể ngồi lâu thì nó sẽ chú tâm. Và chuyện khác là nếu quý vị chịu khó ngồi mà xếp bằng thì nó còn chú tâm còn lẹ hơn nữa. And if you can cross your legs while sitting, then your concentration even increases many fold, even more than without crossing legs. That's all. Okay, and by crossing your legs like that, the chi doesn't flow properly, the blood doesn't flow properly, therefore it will kick your body into a new high gear. Khi mà cơ thể cái vị khí nó không nằm bị ngạt như vậy thì nó tự động trong cái môi trường như vậy khiến quý vị cái khí nó thốc lên. The chi will grow stronger. That's why throughout the entire body, cái khí nó chạy lên cả khắp cả cái người mình đó, nó thúc mạnh lên cả khắp tất cả người mình. And that's why after a while the chi, you see stiffness all over your body. Từ từ quý vị thấy mọi người nó cứng, nó ê ẩm mọi đủ chỗ ấy. That means that the chi is flowing throughout your body very strongly and is revealing where you have energy blockages. Khi mà khí nó thất mạnh như vậy khắp người cho nó lộ cho quý vị thấy, tiết lộ quý vị thấy cái chỗ nào trong cơ thể quý vị đang bệnh hoạn. That's why your illness is staging right now. Okay, so that's why typically
The people who attend chan chi is bởi vậy những cái người mà tới do tham dự những cái thiền thất after they they meditate for some time they feel better, they feel healthier. Rồi sau khi họ tham dự cái thiền thất vài bữa thì họ bắt đầu họ thấy cơ thể nó khỏe rồi. Okay, they all feel better. Why is that? Because the chi blockages are being resolved. Tại vì sao? Ta sẽ khỏe hơn. Tại vì những cái khí nó nghẹt trong người nó đang được giải quyết và nó được thông lại, thì người nó khỏe. Okay. So in other words, by meditating, doing the meditation during a chan chi, without taking medication, without seeing a doctor, an acupuncturist, or herbal doctor, you are healing yourself. Thành nói cách khác, khi bị tham dự cái thiền thất, cứ mặc dù không uống thuốc, mặc dù không gặp bác sĩ, mà cứ không gặp thầy châm cứu, mà cái vị thiệt sự là đang tự chữa bệnh. Okay? So, it's a long answer to your statement. That is, you feel sore. The fear, the soreness is actually a very good thing. Thành nói cái việc biết, cái ế ẩm đó là chuyện rất là tốt. It turns out that a lot of meditation teachers would shy away from it. Quý vị biết không? Đại đa số những người thầy dạy thiền, họ dạy cái vị ngồi tới khi bước đầu đó họ mới đứng dậy. What they usually teach is that they teach you to meditate until it begins to feel uncomfortable, and they tell you to stand up. It's okay, take a break. So they would sit for 15 minutes, 20 minutes maximum, and you stand up and you walk. Okay, half an hour maximum, you stand up and walk. Because why? Because they are afraid that you're gonna experience discomfort or pain, and therefore you run away from meditation. You will not dare to continue to meditate. And những cái đa số, đại đa số những người thầy dạy thiền, khắp thế giới này, họ chỉ biểu quý vị ngồi thiền khoảng 15 phút, 10 phút, 20 phút là nhiều, nửa tiếng là cao. Tại sao vậy? Tại họ sợ cái vị mỗi lần bước đầu nó đau một cái, cái vị sợ, cái vị không dám thiền. Okay. Nhưng bây giờ sẽ mất học trò. They're afraid to lose you as students. And because of that, you are not developing your meditation skills at all. Mà thành ra quý vị không có phát triển cái phương pháp và cái khả năng thiền của quý vị. Tại sao ấy? Because why is that? Because you practice, you're teaching, you fear. They're teaching in fear. Tại họ dạy mà họ sợ. See that? They're fearful. They're afraid to lose you. Họ sợ thì làm sao họ dạy cái video. If they're afraid, how can they teach you? They are inhibited by their own fears. Ông thầy á, mà dạy học trò mà còn sợ thì làm sao mà dạy được? Okay. So this is why we are one of the few temples left who advocates that you should face head on the discomfort and the pain because it's good for you. Trên cái chùa chúng ta là một cái chùa còn lại trên cái trong cái nước này mà chủ trương là quý vị nên chịu đựng cái khó, nên chịu đựng cái mỏi, cái như chịu đựng cái đau. Tại sao? Tại như vậy rất là tốt cho quý vị. Okay, I give an example cho quý vị nghe. Even there's a nun who came here the first week of the Phổ Chi, có một khi sư cô đó tới cái Phật thất á, tuần vừa rồi. Okay. And then at the end of the Phổ Chi, she says, I'm so tired. My body is so aching. Sau Phật thất rồi, cô mới nói là cái thân tôi nó mỏi, nó mệt quá đây.
Okay, especially my back is hurting. Mà cái lưng nó đau quá. And so she says, yeah, so you folks are right. I think the prediction for me is that I'm going to pass away in 2016, 2017. And I feel that's probably sooner than that because my back is killing me. And cái sư cô mới nói là mấy ông thầy chùa này nói là sư cô sẽ tắt thở 2016, 2017 là cao lắm, là sẽ chết. Và cô nói là chắc là cô sẽ chết sớm hơn người, nhưng mà đợi 2016, 2017 rồi. Okay. And I explained to her. Okay, she's from my late Chinese master's temple. Nó gọi là từ cái chùa của mấy sư phụ của thầy. Okay. Where they practice hard. Họ tu dữ lắm, họ tu nhiều. And I explained to her. I said, you know, the fact that you recite the Buddha's name and your back aches and it hurts right now. Thầy nói cho cô nghe. Vì cái Phật thích mà cái lưng cô nó đau là chuyện rất là tốt. It's a very, very good thing. Why is that? Because it's healing your back. Tại vì nó cái lưng nó đau như vậy là cái lưng cô nó đang được chữa. Okay? So I told her to bear it. Cố gắng tiếp tục đi. And I haven't seen it for 2 days. Thầy nói cố gắng tiếp tục đi. 2 ngày rồi biến mất. You see that? You yourself stop from cultivating. Quý vị đó, từ chặn mình lại. Okay? Thiếu cái lòng tin. This is what happens. You don't trust the teachers. That's why you will not ever find out. Thì không tin ông thầy, quý vị sẽ không bao giờ hiểu tại sao ông thầy dạy như vậy. Okay, that's called a test. Cái đó là cái thử thách đó, thưa quý vị. You didn't quite get that. Okay, I repeat for you. It's a test. This is a test. Okay? Then this is what's too bad about it. Cái chuyện nó đáng tiếc như vậy. If you stop right now when it hurts, then you will recover. You will not hurt anymore. Khi bị ngừng bây giờ đau mà ngừng thì nó sẽ ngừng hết đau, nó sẽ bớt đau từ. Okay. But the problem is still there. Nhưng nếu cái bệnh quý vị nó vẫn còn ở đó. Okay. What you don't realize is if you stop, actually your illness worsens. Quý vị không biết đó. Khi mà quý vị tới cái cơn đau như vậy rồi mà ngừng lại, cái bệnh nó sẽ nặng thêm. Dễ sợ như vậy, you guys don't realize. It's much harder now to heal it. Why is that? Because you just attacked it. That's why it's sore. Tại sao bây giờ nó khó chữa hơn? Tại sao lúc cái vị nó đau như vậy mình đang trị nó, mình đang tấn công nó. Okay? It's under siege right now. And if you stop, guess what? It becomes stronger. It recovers, becomes stronger. Okay? Tại khi quý vị ngừng lại, lúc này đang tấn công nó, đang chữa bệnh nó. It's just like you taking penicillin, yeah, nhưng quý vị đang uống thuốc trụ sinh. You're supposed to take 10, quý vị đang thường uống 10 viên, right? You know that, right? You're supposed to take 10 of these pills. Quý vị uống trụ sinh, quý vị phải uống 10 viên, tại sao vậy? Even though after the symptoms disappear, you still have to keep on taking them. Mặc dù cái triệu chứng nó hết rồi, quý vị phải uống tiếp như thường, tại sao như vậy? Because you want to eliminate them completely, otherwise they become immune to it. Và quý vị phải giết tất cả cái vi trùng đó, không thôi nó sẽ quen với thuốc. Mà khi nó còn sống sót lần sau khi uống thuốc là nó không chết đâu. If they become stronger and they get used to the medication you have taken, next time around it's going to be so much tougher to deal with them. Okay, same thing, same principle. If you stop right now and you're afraid that you're going to go
and you you afraid it can get worse. Okay, then your illness becomes the worst. Thành nói cái việc nâng lưng chừng như vậy mà ngừng lại là cái bệnh nó nặng thêm, nó càng khó chữa thêm. It's much harder to heal it. Does it make sense to you? Okay. And this is what happens to people. They don't understand. They don't believe. They lack faith. Những người này thiếu cái lòng tin. Thành ra nói không tin không làm. Cuối cùng họ tự làm thiệt thòi. That's why they hurt themselves. Yes, ma'am. You have a question. I forgot. Okay. No problem. Bà thầy, con có nghe một vị thiền sư dạy thiền mà xong á, còn trị bệnh cho người ta nó làm sao này. Một vị thiền sư dạy đệ tử rất là nhiều mà để thiền mà còn dạy người ta trị bệnh là chăm cứu hoặc là cái bằng nhân điện. Làm sao? So she says that she heard of a Chan master. Ông có tên gì vậy? Thì ông đó hả? So there's a person who teaches meditation. He also teaches you. He also does healing. He does human electricity, whatever. What are nhân điện tiếng Việt cái tiếng Anh là gì ha? Nhân điện tiếng Tàu là gì? Rẩn điện, Reiki, something like that, right? Reiki, nhân điện cái gì? Anyone know about Reiki? 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 Yeah, cái nhân điện đó mà, right? Reiki, you use some sort of energy inside you to do healing, right? I think Reiki is like rẩn chi. It's the chi from you. A lot of these people do. They use the chi and heal you. Okay, what happened is, I know some martial arts initially years ago, and there's a martial art master who makes money not by teaching classes, martial arts, because you don't make money teaching martial arts. No one pays you. Okay. But what he does, he goes around, he heals people. He uses, say, his nei gong, he uses kung fu to push his chi through his hands. Okay, and then he circulates chi throughout your system to help you heal. Ông thầy, ông võ sư này, ông chuyên môn chữa bệnh người ta. Ông tới nhà người ta rồi ông gặp bệnh nhân thì ông dùng cái tay ông đẩy cái nội lực của ông đẩy ra để cái nước nó chi nó cái khí nó chạy qua cơ thể người khác, nó chạy nó cái khí nó chạy thì nó sẽ đả thông những cái chỗ biên em. That's how you heal. And he was charging thousands of dollars for it. Okay. All right. So coming back to the question. So there's a person who teaches meditation, he also heals the people by using the ren qi, the reiki or something like that. Okay. So she this woman asked, why? Is it a good thing? Okay. I don't know how to do Reiki. Thầy đâu có biết được, tại mấy cái đồ nhân điện thầy không biết ai. Ông nói trình độ thấp quá mà dạy gì được. Bởi vì thầy dạy còn đi chăm cứu cho người ta nữa là người nghe cái đó không có. So what happened is that this man has been teaching meditation for 15 years. Because I saw him, he came to our temple yesterday. Okay? Yesterday? Yeah, and he's a sick man, by the way. Ông bệnh dễ sợ. Ông bệnh dễ sợ. Yeah, he's a very sick man. Một cái người mà tu thiền á, mà cái thí nó nghẹt như vậy đó, người dễ sợ. When you practice meditation and your chi is so blocked,
is not a good thing. I said, look at him. He has his cheese, his blocks, and he's he doesn't have enough samadhi power to do healing. Why should he be doing healing? Không có sức mà sao mà đi chữa bệnh người ta được? Cái đó là vậy. It's not advisable to go heal others when you are so weak. You don't have any samadhi power. Okay. All this reiki here is it uses your own qi to increase the qi flow of others, to heal others. But if your own qi is not that strong, how can you really help others? Cái reiki này là dùng cái khí của mình để nhân điện của mình để mà truyền qua giúp cái khí người ta chạy mạnh hơn. Okay. And mà nếu như cái sức mình nó cái khí mình nó yếu thì sao mà giúp người ta được? Okay, I give an example. Years ago, hai chục năm trước, I was teaching a meditation in a class at a Master Shen Hua's temple. The dạy thiền, hồi đó sư di mà phải bắt dạy thiền. I was a shami, but I was forced to teach a meditation class, and I had a regular following actually. Hồi đó có nhiều người theo. Okay, because this is in Canada, no one teaches meditation in Canada. I want to say, I mean, Canada, yeah, I am. I don't know why I think no meditation teachers in Canada. I heard back then, and so I have a regular following. Even though I was a novice monk, every night, you know, we teach Tuesday, Thursday, chant classes. Tối thứ ba, tối thứ năm có dạy lớp thiền. I would typically get about several students every single night, every single time. Thành mỗi tối nhưng mà có 7-8 người tới. And they very, very regular, and they tell their friends to come and so on. So, họ còn gọi bạn bè tới. So, there happened to be a Reiki, Caucasian, Canadian lady who came and says, I've been looking for a meditation teacher. Bà đó bà tới bà nói với thầy, nói là tôi đã kiếm khắp cái thành phố này một cái người thầy dạy thiền. I think I found in you. Nói chắc tôi tìm được thầy rồi. Can you imagine? I only practiced meditation for 2-3 years and she found a teacher in me already. Rồi thầy mới có tập thiền mới có 3 năm mà có người tới nhận nó mình chẳng biết dạy thiền. To tell you the truth, I didn't know what I was doing. Thầy không biết dạy vậy. I just gabbing away. Thầy chỉ nói thôi. Okay. I taught people how to sit in full lotus. Okay. And talk to them. Hồi đó thầy dạy thiền bằng cách nào? Thầy biểu ta ngồi chiếc giả đi. Sau đó ngồi nói chuyện. And then thầm nó phát người ta nghe. That's what I did. Okay. And she came and she became a regular. Hồi đó mấy bà nó bắt tới. Cô nó khoảng 35 or so. And she became a regular, a new regular. Bà da trắng của những bà thành một người tuần nào bà cũng tới. Twice a week, Tuesday and Thursday night she would come. Okay, and she came regular, and then she enjoys the meditation class. She feels like she's making progress in her practice now. Cái lạ lắm. Tới như vậy bà nói tại sao bà tới đều như vậy? Tại vì bây giờ bà thấy cái chữa bệnh nhân điện bà nó tiến bộ. She realized her Reiki is improving. She learned her Reiki from a Japanese couple, husband and wife couple. Bà nó bà học cái nhân điện đó từ cái Reiki đó, từ mới cặp vợ chồng người Nhật. Okay, we taught her how to heal with Reiki. And they told her, they taught her everything, and now she has to look for a meditation teacher. Rồi khi họ dạy bà đã xong rồi, bà họ mới khuyên bà nên kiếm nên học thiền thêm. They told her to complement that with learning about meditation, học thêm thiền. Cặp vợ chồng Nhật họ nhắc như vậy, phải đi học thiền, học thêm thiền. To complement the Reiki skills. So she was looking for a teacher until she found one at our temple. In me, yeah, I was famous, one new follower, thầy được nổi tiếng thêm một người mới. And uh,
And so she was enjoying the lecture. She was feeling she was improving. Tôi là mà thích, 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 thích tới thiền chung, xong mà thích ấy. And one night, one of my Chinese students, regular student, một tối kia, một cái học trò người Hoa có thể, she's in her 20s, hai mấy tuổi. Very, very devoted, rất rất là sincere. Rất rất là thành tâm. Okay. She loves to practice, she loves to meditate. Thích rất là thích thiền. One night, she would come, you know, she's a devoted follower. And she was working as a programmer hồi đó đang làm, cô đó làm cái nghề programmer. And one night after the class, she says, "Master, I have this terrible migraine." Rồi hồi đó, sau cái lớp, cô mới tới cô thang thầy, cô nói hiện bây giờ cô nhức đầu dễ sợ. So I look at her and say, "Okay, so what do you want me to do about it?" Nhức đầu thế, thì nhức đầu, mình trong bụng mình nói, "See my master, he says, we are not allowed to heal others." Ông thầy, ngài Thiên Hóa, ngài dạy chúng tôi là không được phép chữa người ta. Because if you have a headache, we could heal it like this. Nếu quý vị có nhức đầu, chúng tôi có cái pháp có thể giúp quý vị mất nhức đầu. Okay? Within minutes, vài phút. Okay? So, but we are not allowed to use it. You know, như để chúng tôi không được dùng, because my our teacher forbid us to use that. Ông thầy nó không được dùng. You may not. Okay. So that Reiki woman immediately jumped forward and she says, "Oh, let me do it for you." So she put that my student down on the chair and để cô ngồi trên cái ghế, and she was doing Reiki on her. Và làm Reiki, okay, and she would take her hands and go. And this is my student that had, she was going like this along the head and the hair, okay, and lấy cái này buốt tóc, okay. My student had long hair, okay, like Nancy right there, and so she was going like this for 45 minutes, okay, 45 minutes. And after 45 minutes, she was sweating. She was breaking up the sweat. 45 phút, mồ hôi nhễ nhại, mồ hôi bắt đầu nó tiết ra. And after 45 minutes, my student felt better. I said, "Oh, actually, it feels better. My headache is not as bad anymore." Okay. So they did the chi by physical motion like this. Okay. They remove, they unblock the chi in the head by pulling it away from the body. Okay. Họ làm đi, họ thốc cái khí một cách, họ kéo cái khí ra khỏi cái đầu. Okay. Cái thân cô đây, cái đầu đây, cái tóc đây thì cô kéo cái đầu, kéo. So it will go like this. And it was just like, it's not touching, the hands are not touching the face. It's about this far away from the face. Okay. Họ làm như vậy. See? For 45 minutes. And it worked. Okay? So, so these people, when you see this, it means that they are using the chi. That's all they're doing. Họ đang dùng cái khí của họ. Whatever they call nhân điện chỉ là cái khí thôi. Okay. So, if going back to the question, if this meditation teacher also heals people, then it's a lot of monkey business. Họ làm cái đó là mì dân mì, nó cái đó là dù hoặc còn. It's still. You see, meditation is a process, is a practice that you go through in order for you to learn to take care of yourself. You don't need anyone else. Okay. Cái thiền là một pháp môn để cái vị học, để mà phát triển khả năng để mà tự chữa bệnh. Meditation is a process, is a technique
that helps you develop the ability to heal yourself. Okay, cái thiền chánh tông á là cái phương pháp để phát triển cái khả năng quý vị để mà tự chữa bệnh lấy. Therefore, how do we teach you meditation? Như tôi dạy thiền cái chuyện cách nào? By helping you develop that ability. We're not going to do it for you. Okay? Thành ra chúng tôi dạy cái việc cái thiền tông này để giúp cái mục tiêu để dùng dạy cái việc cái phương pháp, cái cách có cách để giúp đỡ cái việc phát triển cái khả năng đó, cái định lực. That ability is called samadhi power. Khả năng là gì? It's measured by samadhi power. Nó tương ứng với cái khả năng đó, nó tương ứng với cái trình độ định lực của quý vị. Your level of samadhi power, okay, affects your ability to heal yourself. Cái trình độ định lực quý vị đó, nó quy định lại quý vị có thể chữa được cái lòng mình nào. Okay, so I teach you meditation. Nếu quý vị, nếu như mà thầy dạy thiền quý vị, and then at the same time heal you, xong thầy dạy thầy chữa bệnh quý vị, I say, you see, your meditation is improving, making you, you know, it's making you feel better. And thầy vừa dạy thiền vừa chữa bệnh cho quý vị, là quý vị không cần tiến bộ, you don't need to improve anymore, and yet you feel better, you have become healthier. So why do you need to meditate? You only come to need to for me to heal you. You don't need to meditate anymore. That's what people do, end up doing. Thành những cái người mà tới cái lớp đó, họ tới học xong về học khỏe, ok, thì họ đâu còn cái sự nhu cầu để mà tập thiền nữa. Tới đó ông thầy ông chữa đâu mà. So you go there, the master heals you already. Why do you need to meditate anymore? Huh? Why need to improve anymore? Doesn't pay to improve. You have no incentives to improve. Tới cái lớp đó để ông thầy ông chữa bệnh cho quý vị, ok, thì quý vị đâu còn cái nhu cầu để tiến bộ nữa đâu. Thì thiền làm gì? Why would you bother? You only go there in the name of meditation. Actually, you go there in order for him to heal you. Thằng quý vị tới đó, thì đó là cái mang tiếng học thiền. Thì ra quý vị tới đó để ông thầy ông chữa bệnh cho quý vị. Right? And guess what happened? And then you end up becoming dependent on the teacher. Quý vị bắt đầu ý lại với ông thầy. So what it means that your teacher limits your healing. Thành cái sức ông thầy nó tới chừng nào thôi, quý vị không thể nào mà cái bệnh chữa hơn được. That's it. It levels up. Whereas if ngược lại, nếu như quý vị tu thiền mà quý vị tiếp tục phát triển cái định lực, if you keep on improving your samadhi power, increasing it, then you heal more and more your illness. Okay? So your teacher's here. You can heal so many illness right here. And that's all you need. So you go there and you get trapped at this level. Whereas you learn from a real meditation teacher, you keep on improving. Your body becomes healthier. Continually. Cơ thể quý vị học thiền đó mà, càng ngày nó càng khỏe thêm. Your body becomes healthier and becomes younger. And you become younger. Càng khỏe thêm và càng trẻ đó. Because meditation slows down your aging process. Tại vì cái thiền nó giúp quý vị già nó chậm. Okay. So my answer to her, my answer to such a person is that I don't. It's nonsense. Cái đó là những cái người đó là không biết gì về thiền. They don't understand anything about meditation. Okay. And that's why what happened is that this guy does healing of all those people. That's why he's sick. Cái ông này cái trình độ công nội lực không có. His samadhi power is very low, and he keeps on taking people's illness. Họ không có đi chuyện can thiệp cái chuyện bệnh hoạn người khác. Thành cơ thể ông bệnh như sao? That man is very sick. He's very very sick. He doesn't know it yet. Nghẹt đầy, the body is the chi is blocked so many places. Okay?
And he looked at me, he said, I'm not impressed by you. Ông nhìn thầy, ông nói, ông thầy này sợ. He said to you? No, he doesn't have to say anything. He looked at me, I could tell right away, usually people come see me, they come and hug my feet and kiss my hands and stuff like that. Tại sao nói ông thầy ông nhìn thầy ông khinh thường thầy ông thầy soạn có gì hay tại sao vậy tại biết thường thường mấy ông thầy mấy người mà nhặt gặp thầy thường thường dạy cái tôi ôm chân thầy đó tôi ôm tay thầy thầy cười giả lạ okay hasn't happened yet it will happen one of these days trust me chưa bây giờ nó xảy ra hết ngày nào đó trong tương lai sẽ xảy ra thầy cảm đoan quý vị okay cái cô đó đó cô mà cô qua cổ lại là cổ không dạy thiền cô dạy là thiền nghe nói cổ cũng thiền giỏi lắm cái cô đó cũng dạy ta chứ không phải là chứ không phải là cổ đi học thiền cô mình dạy không biết thiền mình tới đâu không So she says another woman lady who came together, they're colleagues or something, and she's also taught meditation. She has a big follower, a good following. And to that I say immediately, cái người đó cũng thiền cũng biết gì hết. Tại sao ngồi kiết già không nổi? She does not even sit in full lotus. She's so ugly, ugly looking compared to her. And cái cô cái ngồi còn hay cái bà thầy dạy thiền. That lady right there. Her meditation potential is higher than the other woman. Cái cô này nè, căn cơ thiền cô này còn cao hơn cái bà thầy. Ngồi cái chân ông thầy thấy ngay. I look at the way she crossed her legs, I can tell her potential is much higher than the other woman. The other woman is so, cái khí nó ngạt đầy hết. When you cross your legs, I can tell right away where your chi is blocked. Okay? It's not flowing properly. Người ta xét cái bằng thầy thấy ra thầy biết hay là cái chân nó không xong, cái người nó không xong, cái khí nó không xong. Okay. She has no chance. Okay. Thành ra cái chuyện đó người ta chuyện làm chuyện vừa bu tới chứ còn sức đâu mà chữa bệnh được cái gì toàn là gọi là khoa trương gì thôi chứ còn chữa được cái nổi gì cái sức đó mà chữa được ai. So my perspective, these people level too low, they can't really do any healing at all. They just, you know, they just level way too low to be able to do anything, to do much. Sức là sức làm được cái gì đâu, không làm được gì nổi đâu. What happened to these people? Thiệt ra quý vị không biết. What happened to these people is actually they are getting help from it's not the healing is not from Reiki. Thiệt ra mấy cái người này cái sức họ chữa không phải là từ cái nhân điện đâu. Tụi ma quỷ nó tới. From the ghost. That's how they infect you. Những cái tụi ma quỷ nó tới á, nó trợ lực cho tụi nó. Ok? Thành nó có cái kết quả. Rồi trong lúc trợ lực như vậy, tụi ma quỷ nó nhập vào tụi kia. What happens is that these people cannot heal. I will tell you right now. Cái trình độ thấp quá không thể nào chữa bệnh được đâu. Lý do nó chữa bệnh được là tụi ma quỷ nó giúp. Nó trợ lực. What happens is these ghosts come and assist them. And in assisting them, they then possess you and turn you into a follower. Thành ra tụi nó bảo nó nhập cái vị thành người theo cái tùy tùng của tụi ma. You don't do that. Okay? They appeal to your greed. Họ tới, họ dù cái lòng tham của quý vị. Okay? For example, I tell you right now, Jing Hai. You nghe Thanh Hải không? You heard of Thanh Hải, right? Raise your hand. Those who heard of Thanh Hải. Right? Jing Guo. Okay. Jing Hai is a famous Vietnamese externalist. She has no kung fu. Cái kung fu bà Thanh Hải có gì hết. And yet she heals a lot of people. At some point in time, I was hoping to get some of the water she bathed so that it would help heal my leg pain. So I slowly had to meditate. Tôi đã thấy tập thiền, thầy nghe nó bà bán cái nước mà tắm, nó bớt, nó chữa bệnh.
để muốn tới mua tính tính tới thỉnh cái đó để chân thì nó bớt đau, tại thiền đau chân. Back then I was meditating across my legs, it hurt so much, it hurt too much. I said, my gosh, I should go see Qinghai, the water, get some water and have some healing because I can't fix this anymore. Okay. And later I look at her, sau này tôi rồi tôi mới thấy bà trên đài truyền hình, I saw her on TV. Okay, for an hour. Trở lại một tiếng đồng hồ. Okay. And I looked at her and I said, oh my God, this woman is so low. I mean, you walk in the bàn này thấp dễ sợ. How can she do all this healing? Làm sao mà chữa bệnh được? And I look all the people who surround her. Thì nhìn, em mới nhìn những cái người xung quanh bà. Cái tù đó mới là dữ. See, her assistants are the real cure.